Và hi, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại channel mình ăn nấm đây. Và chúng ta sẽ đến một chuyên mục mới hoàn toàn trên kênh Lâm Nấm. Nếu như ở Relapse chúng ta sẽ có chuyên mục 30 phút gaming ấy, thì cái chuyên mục này trên kênh Lâm Nấm mình sẽ đặt Try Hot Gaming. Nơi đây thì mình sẽ test máy bằng những cái tựa game kiểu Try Hot cực kỳ luôn, và để xem là những cái chiếc máy nó sẽ trụ ra sao sau những tựa game mình chơi nhá. Ok, intro nào. Thì chiếc laptop này mình thử đó chính là chiếc HP Pavilion 15. Và nếu như các bạn không biết con này thì nó đã được review rất là nhiều rồi. Con này mình mượn của Anphat. Và tại Anphat đang bán con này với giá là 27.680.000. Link mua hàng sẽ để phía dưới cho những các bạn nào quan tâm nhé. Với những chiếc laptop HP Pavilion 15 này, nó sẽ có rất là nhiều cấu hình như kiểu i5-1050T này, hay là i7-1050, nói chung là nhiều lắm. Thì bản mình đang có hiện nay đó chính là con i7-8750H, RAM 8GB, cả màn hình là 1050, có màn hình IPS với độ phân giải là Full HD. Tuy nhiên thì về phiên bản cấu hình này ấy, nó là hướng đến cho những bạn nào tập trung là làm việc nhiều hơn, tại vì nó sử dụng một con chip rất là khá là mạnh, con chip i7 đầu 8, và nó sử dụng một cái card cũng gọi là trung bình thôi, 1050, thì nó hướng đến những cái bạn nào mà làm việc nhiều hơn, xong rồi thi thoảng chơi những cái tựa game online nhẹ nhàng thì để xem nó chơi game ra sao nhá. Thì ở đây mình sẽ test 3 tựa game, đó chính là LOL, CS:GO và BBG. 3 tựa game quá kinh điển đúng không? Và hai vật phẩm mình sử dụng để kiểm tra thì đầu tiên đó chính là về kiểm tra nhiệt độ bằng chiếc đo nhiệt độ này, và kiểm tra độ ồn của quạt tản nhiệt bằng cái này. Thì cùng xem như nào nhá. Với những game thủ thông thường thì việc chơi LOL này là chuyện quá điều bình thường luôn, nhưng mà đối với bản thân mình lúc nào cũng phải treo một tab Facebook với cả một tab YouTube nữa. Và cùng để xem khi mình bật hai tab Chrome này cùng với cả LOL thì chiếc máy này có lo liệu được không nhá. Bắt đầu nào. Sau khi vào game thì để hai tab Chrome mà mình vẫn được một cái FPS khá cao, chính là 100 FPS, thì dựa đối với mình thấy là cao rồi. Tuy nhiên thì với cái việc bỏ giới hạn FPS như này, đôi khi mình chơi LOL ấy, rõ ràng mình cắm sạc các thứ đầy đủ rồi, thì đôi khi mình chơi LOL nó có hiện tượng drop FPS, nó rất là kiểu ngẫu nhiên ý, và mình cực kỳ ghét điều này. Thế là mình đã phải khóa giới hạn nó lại còn 60 để cho cái hiện tượng lag không xảy ra nữa. Thì bạn nào mà sử dụng máy này mà bị lag như thế thì cũng làm giống mình nhá. Thì bây giờ cái FPS nó chỉ còn 6 xuống 60 thôi, không phải vì nó không thể lên cao được, mà mình nó lên cao nó không thể ổn định hơn, nên là mình sẽ khóa FPS lại. Thì như các bạn thấy thì mình đã vừa try hot xong được một trận rank mà như cục cứt vậy. Thì máy nóng lên khá là nhanh, đây ở chỗ nóng nhất nó có thể nóng lên được tận 60 độ. Đó, ở cái chỗ tản nhiệt là các bạn thấy là đến 859 đến 60 độ. Và những cái chỗ như kiểu chúng ta cầm ở tay, những cái chỗ chúng ta đặt tay lên đây thì lại khá là mát, rơi khoảng độ 34 độ thôi. Còn về phần âm thanh thì sao? Quạt của nó mình cảm thấy nó không kêu to lắm, và đây mình sẽ im lặng nhé. Nó chỉ dừng lại ở 49 đến 50 decibel thôi, đây là một con số khá là ấn tượng. Khi bởi vì những chiếc laptop thông thường mình chơi ấy, mỗi khi mà chơi tầm 1-2 trận nó sẽ kêu như cái máy cày rồi. Và đó, chúng ta vừa xong tựa game Liên Minh Điện Thoại và đến chuyển đến CS:GO nhá. Chuyển qua với tựa game CS:GO thì với CS:GO thì mình sẽ chỉ chơi game không thôi. Thiết lập đồ họa của nó mình sẽ để tất cả là 2 nhá, cũng giống như kiểu Liên Minh Điện Thoại thì Very High, còn cái này mình sẽ để là tất cả đều là 2 hết. Và với tựa game CS:GO là tựa game FPS thì mình sẽ không bật bất kỳ tab gì cả. Có lẽ thì mình muốn nghe một cái âm thanh chân thực để nghe tiếng đồng đội và được kiểu đâu đi đùm 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 đùm, không trúng viên nào luôn, mà chắc chắn nó sẽ chết thôi, tại vì mình bắn giỏi lắm. Trời ơi, rồi ok, để xem để cùng xem thì tựa game này sẽ ra sao nhá. Bắt đầu nào. A few moments later. Thì với CS:GO thì mình đang chơi nó có vẻ như rất là mượt, FPS ổn định từ 117 đến 130, và mình cảm thấy chơi không có hiện tượng giật lag. So với cả Liên Minh mình vừa chơi thì Liên Minh đôi khi nó còn bị kiểu thụt thụt lại, drop FPS hơi cáu một chút, còn với cái tựa game này mình chơi rất là mượt, chưa có chuyện gì xảy ra cả. Và team mình đang thua sấp mặt rồi, đùa hai trận rank toàn thua này, để mình outplay phát thôi mà. Mình sẽ intro nó. Bắn gà quá. Tuy nhiên thì có vẻ như rằng sau khi chơi được đến sang CS:GO thì có vẻ như máy bắt đầu kêu to hơn. Và để tí nữa khi mà trận đấu nó đang trở nên cao trào và chơi được khá lâu thì mình sẽ test xem là nó sẽ có bao nhiêu độ và âm thanh của cái quạt tỏ ra sẽ là bao nhiêu nhá. Thì sau được khoảng độ 15 đến 20 phút nữa mình chơi game thì bây giờ nó đã nhiệt độ tỏa lên, đó chính là kịch kim là 73 độ rồi, 73 đến 74 độ rồi. Và có vẻ như đang nóng dần hơn. Đấy, mình chơi đã được khoảng độ gần 1 tiếng mà máy trở nên nóng khá nhanh. Về phần thu âm thì để mình xem là cái quạt nó to đến đâu nhá. Thực ra mình vẫn nghe quạt khá là bé, không có cái hiện tượng nó go ù, nhưng mà mình muốn xem là nó to đến đâu. Nó chỉ lên được khoảng độ 53 đến khoảng độ 54 decibel thôi. Thì với hai trận game rank kịch tính của CS:GO và LOL thì mình đã mất khoảng độ gần 1 tiếng để có thể hoàn thành hai trận. Và có vẻ như bây giờ máy mình đang nóng lên khá nhanh. Nhìn qua về phần nhiệt độ nhá, thì nhiệt độ ở máy tại cái chỗ nóng nhất mình có thể đo được đang lên đến là 65 độ. Và có vẻ như rằng khi mà các bạn tắt game ra mà để cho nó nghỉ ngơi một lúc ấy thì nó sẽ giảm nhiệt xuống rất là nhanh. Và đây đỉnh điểm của nó đang lên đến là 53 độ.
khá là nóng. Tuy nhiên thì những cái phần chiếu nghỉ này hay những cái phần các bạn đặt tay vào để chơi game thì nó lại hoàn toàn rất là mát, các bạn sẽ không có cảm giác kiểu nóng quá gây khó chịu. Và đó là một điểm mình rất thích khi mà tản nhiệt đặt lên phần trên đầu. Và bây giờ tựa game cuối cùng, tựa game ăn rất nhiều đồ họa, tựa game BBG. Với tựa game này mình sẽ để mọi thứ về very low. Bởi lẽ mình không muốn để lên cao hơn, cái game này nó kiểu tối ưu không tốt ý, thành ra là để lên cao hơn nó cũng thế thôi, nó còn tạo ra một sự lag hơn ấy. Là mình sẽ để tất cả very low để có một trải nghiệm game mượt mà nhất. Và chỉ cùng để xem rằng khi mà cái tựa game này nó nóng, nó ăn đồ họa đạt đến mức đỉnh điểm thì nó sẽ ra được bao nhiêu là độ nhá. Hiện giờ mình đang có thể đo là bắt đầu nó vào game rồi. Máy nóng lên khá nhanh, lên đến 66 độ rồi. Âm thanh quạt mình đo được cũng sẽ rơi khoảng độ từ 50 đến 52 thôi. Và nếu như các bạn dí gần vào thì nó chỉ đạt đến 63. Và với ba tựa game mà mình chuẩn bị try out sau đây thì mình nghĩ rằng cái máy này sẽ phải nóng lên một cách điên cuồng, hoặc là quạt kêu ù ù ấy chứ. Sau khi vào tựa game BBG và set mọi thứ về VLO, chúng ta sẽ được một cái lượng FPS trung bình rơi vào khoảng độ từ 80 đến 100 FPS. Và đây là một cái lượng FPS mà mình cảm thấy rằng ok, tuy có thể là nó hơi bị xấu một chút, nhưng mà với cái tựa game mà tối ưu như cứt như này thì cũng được, không đến nỗi. Và cùng để xem thì với một trận đấu căng thẳng nó sẽ chơi như nào nhá. Và phải nói là tuy ở ngoài lobby những cái phần kiểu warm up ý thì nó có vẻ FPS lên rất cao, thế nhưng mà khi mình vào game thì ui ôi, nó có súng rồi. Khi mình vào game thì bắt đầu cái sự giật lag đổ lên, nó quá cao. Thì cái sự giật lag này nó cũng đổ lên, nó cũng sẽ rơi vào khoảng độ từ 50 đến 70 FPS. Tuy nhiên thì có những cái tình cảnh nó chỉ còn xuống mới 44 thôi, và cái sự giật lag nó sẽ nhảy đến. Và nếu như bạn nào không phải gọi là tay to lắm thì cẩn thận nhá, không thì cụ ra đi chân lạnh toát đấy. Đấy, nhưng bạn thì thấy FPS bây giờ chỉ xuống còn 33 hay 46 thôi. Và mình thật là khó hiểu khi mà tựa game này đã ra mắt lâu như vậy mà nó vẫn chưa thể tối ưu cho những cái dòng càng như kiểu 1050 như thế này. Khá là buồn. Đấy, các bạn thấy không, sự giật lag đến là rõ. Tuy nhiên thì với việc try hot thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, còn lag thì chúng ta vẫn phải chửi, cuộc sống mà. FPS của mình bây giờ chỉ có là 42 thôi, và quạt bắt đầu kêu to dần lên rồi. Và tuy rằng FPS của nó lên ổn, nhưng mà khi vào tựa game này nó cứ kiểu bị điêu đuối đuối nào ấy, hơi buồn nhẹ một chút. Với một cái máy lên tận 27 củ thì mình điều này thực sự không vui tí nào cả. Nếu như chỉ test game thông thường ấy thì mình chắc vào lobby chơi vài trận là mình sẽ kiểu phán là tầm 60 FPS và chơi mượt. Nhưng mà không, đúng là nó có thể đạt được 60 đến 70 FPS, thế nhưng mà khi mà mình chơi ấy thì hiện tượng giật lag là có, cho dù mình đã để tất cả về VLO, được chưa? Các bạn thấy không? Tất cả về VLO hết rồi. Và đó là toàn bộ trải nghiệm chơi game của mình về chiếc HP Pavilion Việt Nam này. Và phải nói rằng nó là một cái trải nghiệm chơi game cũng được, không đến nỗi. Thế nhưng mà với giá 27 triệu mình bỏ ra thì nó đang kiểu như là không đạt được những thứ mình yêu cầu. Ok, nó có một con chip khỏe giúp các bạn có thể làm việc tốt, nhưng riêng về phần chơi game thì nó có vẻ như là hơi đuối. Với những cái tựa game bình thường các bạn chơi như kiểu Liên Minh hoặc là CSGO ấy, thì FPS nó đạt được là một cái lượng FPS nó rất là trung bình. Bởi vì với con cạc 1050 thì mình nghĩ rằng nó cũng chỉ đến thế này là kịch kim của nó rồi. Tuy nhiên thì với những cái tựa game như kiểu Liên Minh Huyền Thoại và BBG thì nó có cái hiện tượng drop FPS, và mình thực sự không thích hiện tượng này. Với tựa game Liên Minh Huyền Thoại thì các bạn có thể khóa FPS lại 60 thì các bạn sẽ có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Còn với BBG thì mình chả hiểu sao tận bây giờ mà nó vẫn không kiểu tối ưu tốt ý. Mình để tất cả mọi thứ về very low rồi nhưng mà FPS đạt được thấp, vậy còn đôi khi bị tụt nữa. Và đó là một trải nghiệm thực sự không thích tí nào cả. Tuy nhiên về khả năng tản nhiệt lại là một ưu điểm của nó. Về phần tản nhiệt thì nhiệt độ nóng lên nhất mà nó có thể đạt đến nó chính là tầm khoảng độ hơn 70 độ. Và với cái nhiệt độ này thì mình cũng cảm thấy cũng được, không đến nỗi. Bởi vì nó chỉ nóng ở phần trên thôi. Về phần chiếu nghỉ khi bạn để tay vào ấy thì nó lại hoàn toàn mát và nhẹ nhàng, nên các bạn sẽ không bị kiểu ảnh hưởng quá nhiều về nhiệt độ ở đây. Và điểm thứ hai đó chính là về phần âm thanh. Với những bạn nào mà không mic đeo tai nghe ấy, thì đây sẽ một điểm rất thích các bạn. Bởi vì cái quạt nó kêu rất là êm, nó rất là bình thường thôi, nó không kiểu như nó kiểu máy phát điện đâu. Thế là đó là điểm mình rất thích trên chiếc Pavilion 15 này. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc HP Pavilion 15 này? Nếu như các bạn thích nó thì link mua hàng mình sẽ để phần phía dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.